Thời gian gần đây, tài khoản đầy ma quái có tên là Jonathan Galindo đã khiến cộng đồng mạng quốc tế hoang mang và gây ra nỗi ám ảnh cho không ít người trên thế giới với những thử thách kỳ quặc đến rùng rợn. Tài khoản này đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì ra sắc nổi kinh hoàng, nó đã bắt đầu trở thành thú tiêu khiển mới của những cư dân mạng Việt Nam đầy tính sáng tạo. Lời đồn về Jonathan Galindo xuất hiện từ Mexico và dần lan truyền ra nhiều nước trên thế giới. Ngay cả hình đại diện của tài khoản này cũng trở thành một nỗi sợ cho cộng đồng mạng quốc tế. Được biết, nó là một sản phẩm từ năm 2012 đến năm 2013 của một nghệ sĩ có tên là Dusty Sam. Cái tên Jonathan Galindo đã trở thành nỗi ám ảnh với những người sử dụng mạng xã hội. Galindo sẽ xuất hiện khi bạn đăng nhập các tài khoản mạng xã hội của mình như TikTok, Instagram hay Twitter mà mình đã không sử dụng lâu ngày. Những tài khoản ám ảnh này được mô tả sẽ kết bạn với mục tiêu, gửi cho bạn một đường link. Khi bạn nhấp vào đường link này, nó sẽ mò theo địa chỉ IP và bắt đầu cố ép bạn phải tham gia thử thách tệ hại. Chính vì thế, cư dân mạng quốc tế hiện đang nháo nhào lên vì những tài khoản đáng sợ này. Mặc dù khá thành công trong việc gieo rắc nỗi sợ cho cộng đồng mạng quốc tế, nhưng xem ra Jonathan Galindo lại thất bại khi bước chân tới Việt Nam. Khi đến với Việt Nam, tài khoản ám ảnh này chính thức trở thành một thú tiêu khiển mới của những người dùng mạng. Có không ít cư dân mạng vì sốt ruột, không biết bao giờ tài khoản nổi tiếng này mới ghé thăm mình, nên đã trực tiếp liên hệ với Jonathan Galindo. Nhiều tài khoản còn tuyên bố Jonathan không tìm người Việt tự tìm đến Jonathan. Thậm chí họ còn trách móc Galindo vì trả lời tin nhắn quá chậm trễ. Bên cạnh đó, hàng loạt những meme về Galindo với sự sáng tạo vô biên của những giới trẻ Việt Nam được ra lò, chưa kể là những đoạn tin nhắn được chụp màn hình lại của các fan Việt Nam thì tâm sự tỉ tê với Galindo. Người lại muốn nhờ Galindo đi học phụ huynh cho mình, người lại muốn nhờ tài khoản này giải bài tập hóa. Được biết, tính tới thời điểm hiện tại, các Galindo còn khoảng 3.500 tin nhắn chờ từ cư dân mạng Việt Nam. Có lẽ sau lần này, Việt Nam sẽ trở thành nỗi ám ảnh với kẻ kể chuyện kinh dị trên mạng mất thôi.